Hello, hello, đồ gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Vâng, hôm nay là buổi chiều ngày 22 tháng 12 ạ. Đồ gỗ Công Nhung xin trân trọng được giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị một loạt bàn ghế rổ chun tay cột 16, đục dáng đào tiên, tay cuốn chân móc và dáng nghê bảo đỉnh. Và ngoài ra thì còn có cả ghế rổ chun tay cột 18, dáng đào tiên và dáng nghê bảo đỉnh. Sau đây sửa đồ gỗ Công Nhung sẽ giới thiệu chi tiết sâu sát từng loại một. Kính mời các bác và cô chú anh chị cùng bớt chút thời gian để tham quan và tham khảo sản phẩm. Hiện nay trong dịp cuối năm chuẩn bị đón xuân năm mới, xưởng đồ gỗ Công Nhung đã dựng xong trên 200 bộ ghế rồi. Ghế rổ chun, ghế đinh chun, ghế đinh hương, ghế hương đá có cỡ tay 12, tay 14, tay 16, tay 18. Rất kính mời các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian và tranh thủ về xưởng đồ gỗ Công Nhung tại chi nhánh Tuyên Quang tại tổ 11. Phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, chi nhánh Yên Bái tại cầu Văn Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái để tham quan mục sở thị. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ trực tiếp đến đồ gỗ Công Nhung theo hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Xưởng đồ gỗ Công Nhung có rất nhiều sản phẩm đồ gỗ đẹp. Và buổi tối hôm nay đồ gỗ Công Nhung cũng trân trọng được giới thiệu hai bộ đầu tiên ạ. Ghế rổ chun tay cột 16, hàng đã được hoàn thiện xong, mỗi bộ gồm 7 món. Vân chun thực tế ạ, rất đẹp luôn. Đây chỉ là một phần của Công Nhung ạ, một phần của Công Nhung. Sau khi các bác và cô chú chị đến tham quan thì tham quan được rất nhiều. Xưởng đồ gỗ Công Nhung ở Tuyên Quang là hơn 5.000 m², còn ở Yên Bái là gần 1.000 m, và bày rất nhiều. Nói tổng thể về ghế rổ chun, ghế đinh chun thì Công Nhung sẽ nhiều nhất phía Bắc luôn ạ, nhiều nhất phía Bắc. Còn một vài đơn vị giới thiệu thì không tính, và các bác có thể tham khảo rất nhiều đơn vị, sau đó sẽ đến Công Nhung để tham quan, để chốt sản phẩm. Và đây ạ, trên mình các bác và cô chú chị là bộ ghế rổ chun tay cột 18 đấy ạ. Bộ gồm 11 món, bàn hộp, ngăn kéo và bộ sản phẩm hàng mộc mới chỉ phun qua một lượt lót đầu tiên để chống nước dăm. Và đây Công Nhung xin dịch chuyển ạ. Và tiếp tục là bộ rổ chun tay cột 18, bộ gồm 8 món, hàng mộc mới phun qua một lượt lót đầu tiên. Đấy, cực kỳ đẳng cấp luôn. Công Nhung xin dịch chuyển sang khu vực ghế 16 ạ. Và trên mình các bác và cô chú chị là bộ ghế rổ chun tay cột 16, đục dáng đào tiên, tay cuốn chân móc, bộ gồm 11 món. Bộ này bộ hàng thửa 11 món ạ. Vân chun thực sự đẳng cấp luôn. Quá đẹp và đẳng cấp. Sau khi hoàn thiện lên thì thực sự là không thể chê một tí nào được. Bởi vì nhìn nguyên mộc đã đẹp như này rồi thì thực tế đấy ạ. Chắc là không thể tả đẹp hơn được nữa. Dạ vâng ạ, thực tế đấy. Ngoài ra còn rất nhiều bộ khác. Ghế rổ chun tay cột 12 có giá dao động từ 30 triệu cho đến 38 triệu một bộ. Tay cột 14 có giá dao động từ 40 triệu cho đến 55 triệu một bộ. Tùy vào độ đẹp, độ đồng đều của từng bộ nên giá cả dao động khác nhau. Tay 16 bộ 7 món có giá dao động từ 60 triệu cho đến 75 triệu một bộ. Cũng chia sẻ các bác và cô chú chị để nắm qua giá cả để tham khảo. Đấy, còn rất nhiều ạ. Để chi tiết, để hết từng bộ thì kính mời các bác và cô chú chị liên tục theo dõi đồ gỗ Công Nhung trên TikTok, trên Facebook, trên YouTube để cập nhật những sản phẩm đồ gỗ đẹp của xưởng đồ gỗ Công Nhung liên tục cho ra mắt hàng ngày. Và buổi tối hôm nay đồ gỗ Công Nhung cũng xin phép được dừng video giới thiệu tại đây. Xin cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã bớt chút thời gian để tham quan và tham khảo sản phẩm.